chọn gạch lát nền là một trong những khâu hoàn thiện nhà cực kỳ quan trọng, quyết định đến tính thẩm mỹ và công năng sử dụng của một không gian sinh hoạt. Đứng trước hàng ngàn những lựa chọn ở bên ngoài thị trường, blog nội thất đẹp sẽ chỉ ra cho bạn một số những sai lầm dễ mắc phải khi lựa chọn gạch lát nền để chúng ta có một công trình hoàn thiện cả về công năng lẫn tính thẩm mỹ các bạn nhé. Đồng thời trong video này, blog nội thất đẹp cũng tổng hợp và đưa tới các bạn top những mẫu gạch lát nền đẹp nhất năm 2023 cho các bạn tiện tham khảo nữa đó. Một số những sai lầm khi lựa chọn gạch lát nền. Khi lựa chọn gạch lát nền sẽ có một số những sai lầm thường gặp mà người ta có thể mắc phải khiến phát sinh rất nhiều những vấn đề sau khi hoàn thiện. Sau đây sẽ là một số những ví dụ về những sai lầm đó. Thứ nhất, không xem xét đúng yêu cầu sử dụng. Mỗi khu vực ở trong nhà đều được xây dựng với mục đích sử dụng khác nhau, ví dụ như phòng tắm, phòng khách hoặc là sân vườn. Và không phải loại gạch nào cũng có thể phù hợp trong tất cả những môi trường đó. Chẳng hạn, một số loại gạch lát nền thì không phù hợp với môi trường ẩm ướt hoặc là không chịu được tải trọng lớn, cho nên sẽ không phù hợp với khu vực phòng tắm hay là sân vườn. Do đó, việc không xem xét trước những yêu cầu sử dụng thì có thể sẽ khiến cho các bạn lựa chọn sai loại gạch lát nền đó nhé. Thứ hai, không phù hợp với phong cách thiết kế. Một sai lầm phổ biến khác là chọn gạch không phù hợp với phong cách thiết kế của ngôi nhà. Nếu các bạn đang xây dựng một ngôi nhà hiện đại thì việc lựa chọn của loại gạch cổ điển có thể sẽ làm mất đi sự thống nhất ở trong thiết kế, gây rối mắt và làm hỏng toàn bộ bố cục thẩm mỹ của phong cách thiết kế. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng các bạn lựa chọn loại gạch lát nền đẹp, phù hợp với phong cách tổng thể của không gian. Thứ ba, không xem xét về kích thước và tỷ lệ. Khi lựa chọn gạch, không chỉ cần xem xét về màu sắc và họa tiết, các bạn còn phải xem xét đến kích thước và tỷ lệ của gạch lát nền. Nếu các bạn sở hữu một không gian nhỏ, lựa chọn khuôn gạch lớn có thể sẽ khiến không gian này trở nên nhỏ hơn và ngược lại. Thế nên, việc xem xét tỷ lệ và kích thước của gạch tạo ra một sự cân đối và hài hòa trong không gian là một điều đặc biệt quan trọng, góp phần không nhỏ ảnh hưởng đến cảm nhận của người sử dụng. Thứ tư, không kiểm tra chất lượng của sản phẩm. Đây là một trong những sai lầm phổ biến khi lựa chọn gạch lát nền là không kiểm tra chất lượng của gạch trước khi mua. Nếu gạch lát nền không được sản xuất quy cách đúng cách, có sai sót thì loại gạch lát nền này rất có thể sẽ bị hư hỏng hoặc là khi lát xong thì nền nhà sẽ không được bền. Hãy nhớ luôn kiểm tra chất lượng của gạch trước khi quyết định mua và lát nền các bạn nhé. Thứ năm, không tính toán đúng số lượng của gạch lát nền cần thiết. Khi tính toán số lượng gạch lát nền, nhiều người lại không tính toán cẩn thận cho ra kết quả đúng, dẫn đến việc mua quá ít hoặc là quá nhiều gạch. Điều này không chỉ gây lãng phí về mặt tiền bạc mà còn là mất thời gian và công sức của nhân công, nhà thầu, nhà phân phối và cả gia chủ nữa nhé. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng các bạn tính toán đúng số lượng của gạch cần thiết bằng cách đo kích thước của không gian, sử dụng công cụ tính toán hoặc là kết hợp tham khảo ý kiến tư vấn của những người có chuyên môn. Tóm lại, để tránh những sai lầm trên, các bạn cần cân nhắc và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi lựa chọn gạch lát nền cho ngôi nhà của mình. Và nếu cần, các bạn có thể tìm sự tư vấn từ chuyên gia hoặc là nhờ những người có kinh nghiệm trong hạng mục gạch lát nền để đảm bảo lựa chọn được loại gạch lát nền phù hợp nhất cho ngôi nhà của mình cũng như ngân sách của mình các bạn nhé. Những mẫu gạch lát nền đẹp năm 2023 các bạn nên tham khảo. Trên thị trường thì có rất nhiều mẫu gạch lát nền đẹp, các bạn có thể lựa chọn dựa trên nhu cầu, mục đích, sở thích của mình. Sau đây thì blog nội thất đẹp sẽ đưa tới các bạn về danh sách những mẫu gạch lát nền đẹp phổ biến năm 2023 được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay nhé. Thứ nhất, gạch lát nền đơn sắc. Phong cách tối giản thì ngày càng lên ngôi, kéo theo đó là những kiểu dáng đồ nội thất đơn sắc cũng được rất nhiều gia đình yêu thích hiện nay và lựa chọn sử dụng trong không gian nhà của mình. Gạch đơn sắc thường sẽ không có hoa văn, họa tiết phức tạp, chỉ có một gam màu đồng nhất. Điều này khiến việc phối màu và kết hợp đồ nội thất trang trí trong không gian cũng trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời thì gạch lát nền đơn sắc cũng tạo ra một cảm giác rộng rãi, thoáng đãng, đặc biệt hữu ích cho các không gian nhỏ. Ngoài ra, khi không có hoa văn hay là họa tiết phức tạp ở trên nền gạch lát nền, thì các chi tiết nội thất khác như là đèn trần, tranh trang trí hay là bộ bàn ghế sẽ trở nên nổi bật hơn nhiều đó.
Thứ hai, gạch lát nền vân đá. Đây là mẫu gạch lát nền đẹp với hoa văn mô phỏng vân đá tự nhiên, giúp tạo ra một không gian trang nhã và thân thiện. Bên cạnh đó, gạch lát nền vân đá cũng là một loại gạch lát nền vân đá được lựa chọn phổ biến bởi sự đa dạng ở trong phong cách. Mẫu gạch lát nền đẹp này phù hợp với rất nhiều phong cách thiết kế nhà ở, từ hiện đại cho đến cổ điển đều sử dụng gạch lát nền vân đá, thì đều có thể mang đến một sự tinh tế và sang trọng trong không gian nhà ở. Thứ ba, gạch lát nền mosaic. Mẫu gạch lát nền mosaic có thể được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như là đá tự nhiên, thủy tinh, gạch men sứ, gốm hay thậm chí là vật liệu tái chế. Do đó mà mẫu gạch lát nền đẹp này mang tới một sự đa dạng và là một mẫu lựa chọn phổ biến trong thiết kế nội thất của những căn nhà theo phong cách hiện đại đầy sắc màu luôn đó. Điểm nổi bật nhất của mẫu gạch lát nền mosaic chính là khả năng tạo ra những thiết kế sáng tạo, đem tới một cái tôi cá tính dành cho gia chủ và không gian nhà ở của mình. Các viên gạch nhỏ khi được gắn kết lại với nhau tạo thành các mẫu hoa văn, tranh ảnh hoặc là các hình khối trừu tượng rất là độc đáo. 4. Gạch lát nền vân gỗ. Một trong những sự lựa chọn gạch lát nền phổ biến hiện nay vừa vẫn giữ được tính thẩm mỹ của sàn gỗ truyền thống lại vừa mang lại nhiều ưu điểm vượt trội. Với màu sắc và thiết kế mô phỏng lại những đường vân gỗ tự nhiên, gạch lát nền vân gỗ sẽ là một yếu tố mang đến một cảm giác ấm áp và tự nhiên, tạo nên một không gian ấm cúng cho căn nhà phố hiện đại của các bạn. Và hơn thế, nếu để so với sàn gỗ tự nhiên thì gạch lát nền vân gỗ có khả năng chống thấm và chịu lực cao hơn, cho nên sẽ phù hợp cho cả những khu vực có môi trường ẩm ướt như là phòng tắm hoặc là nhà bếp. Tuy nhiên thì gạch lát nền vân gỗ chỉ là một sản phẩm mô phỏng theo mẫu mã của gỗ tự nhiên, vì vậy cũng khó để nó đem lại một cảm giác gần gũi, thiên nhiên, đặc trưng của gỗ tự nhiên. Do đó các bạn nên cân đối kết hợp gạch lát nền vân gỗ sao cho phù hợp với thiết kế của toàn bộ ngôi nhà của mình nhé. Năm, gạch lát nền bề mặt polish. Được phủ một lớp men bóng tạo hiệu ứng bóng sáng cao, gạch lát nền bề mặt polish mang đến một không gian nhà ở một vẻ ngoài rực rỡ, lung linh và sang trọng. Ngoài ra thì gạch lát nền polish có bề mặt láng mịn và đặc biệt là không thấm nước, cho nên nó làm cho việc vệ sinh và lau chùi trở nên dễ dàng hơn nhiều, giúp giữ cho bề mặt luôn được sạch sẽ và không bám bẩn. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao mà mẫu gạch lát nền đẹp này lại trở thành một sự lựa chọn hàng đầu cho các không gian như là phòng khách, phòng ngủ, sảnh lớn, nơi thu hút rất nhiều sự chú ý của những vị khách tới thăm nó nhé. Sáu, gạch lát nền bề mặt men mát. Gạch lát nền men mát có bề mặt thì nhám nhẹ, không có độ bóng mịn cao như là gạch lát nền polish trước đó. Tuy nhiên, mẫu gạch lát nền đẹp này lại giúp tạo ra một khả năng chống trơn trượt, giảm nguy cơ trượt ngã và đảm bảo sự an toàn đặc biệt cần thiết trong các khu vực ẩm ướt như là phòng tắm, phòng bếp hay là sân vườn. Như vậy thì mẫu gạch lát nền mát có thể được sử dụng đa dạng ở trong nội thất, ngoại thất và cả trong trang trí không gian nữa đó. Bảy, gạch lát nền ceramic. Gạch men lát nền ceramic là một dòng gạch ốp lát phổ biến được ứng dụng trong rất nhiều không gian khác nhau bởi vì sự đa dạng mẫu mã và màu sắc của nó. Các bạn có thể tìm thấy nhiều sự lựa chọn từ gạch men trơn, gạch men vân đá tự nhiên hoặc là gạch men có màu sắc tươi sáng. Điều này cho phép các bạn sáng tạo ra những thiết kế đa dạng, đẹp mắt cho không gian nhà ở của mình. Ngoài ra, bề mặt được tráng men cho nên mẫu gạch lát nền này còn có khả năng chống chảy xước và mài mòn cao, duy trì tính thẩm mỹ của bất động sản trong thời gian dài. Tám, gạch lát nền bản xứ porcelain. Trên tất cả thì gạch porcelain lại là một loại vật liệu ốp lát với đặc tính vượt trội, được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế nội ngoại thất tinh tế. Theo đó thì gạch porcelain có độ cứng chắc, độ bền cao, cộng thêm với đó là khả năng chống thấm hiệu quả,
Cho nên mẫu gạch lát nền đẹp này giúp duy trì vẻ đẹp và độ bền của sàn gạch lát nền trong một thời gian dài. Trên đây là những sai lầm khi lựa chọn gạch lát nền mà blog Nội thất đẹp thấy rằng có rất nhiều người mắc phải nếu không tìm hiểu kỹ. Hy vọng các bạn sẽ thấy những kinh nghiệm lựa chọn gạch lát nền của blog Nội thất đẹp là hữu ích. Đừng quên để lại một like, share, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh để có thể tiếp tục đón xem những video mới từ kênh các bạn nhé. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy video của blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội thất đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.